Bây giờ chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn lập một cái hóa đơn giảm giá hàng bán. Tức là trong một cái lý do nào đấy mà chúng ta sẽ phải giảm giá cái hàng hóa mà chúng ta đã bán cho một khách hàng nào đấy. Thì chúng ta vào mục bán hàng và mục giảm giá. Ở đây chúng ta lập một cái chứng từ mới. Khi nó hiện ra cái màn hình cập nhật chứng từ mới thì cũng là những cái hình thức thanh toán khác nhau, hoặc là chưa thanh toán hoặc là thanh toán bằng tiền mặt. Thì các bạn lưu ý là chúng ta có một cái nút là chọn cái hóa đơn mà chúng ta giảm giá. Thì các bạn có thể thấy là ở đây cái trường hợp mà khi các bạn ấn vào cái nút chọn hóa đơn mà chúng ta còn chưa chọn đối tượng ấy, thì cái hóa đơn này nó sẽ không hiện ra cái đối tượng mà chúng ta các cái thông tin về các khách hàng hóa bán đi. Ở đây chúng ta chọn cái đối tượng trước. Ví dụ chúng ta chọn đối tượng công ty thương mại Sông Hồng. Ở đây chúng ta chọn hóa đơn thì các bạn đã nhìn thấy là nó đã hiện ra cái hóa đơn bán cho công ty này. Chúng ta chọn các loại hàng hóa mà nếu mà chọn một loại thì chúng ta có thể ấn vào cái nút có một mũi tên. Còn lúc chọn tất cả các loại hàng hóa trong hóa đơn thì chúng ta chọn cái nút lệnh có hai mũi tên. Chúng ta chọn đồng ý. Thì các bạn lưu ý là cái số tiền và đơn giá ở đây ấy, là cái đơn giá mà chúng ta bán hàng ra. Thế nhưng mà cái lúc mà chúng ta giảm giá thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải đánh lại ở đây cái đơn giá tiền nó. Ví dụ ở đây đơn giá tiền chúng ta giảm đi. Các bạn thấy là chúng ta giảm 400 đồng trên một đơn vị tính và 300 đồng cho một cái đơn vị tính của cái sản phẩm thứ hai. Sau đấy chúng ta sẽ vào cái phần hóa đơn. Thế các bạn thấy là cái phần giảm giá này chúng ta sẽ phải chọn cái hóa đơn là cái hóa đơn giảm giá. Ngày hóa đơn thì chúng ta đánh vào ngày hóa đơn, có thể là ở đây là ngày. Và cái ngày hạch toán này các bạn lưu ý là chúng ta sẽ đánh vào cái ngày hạch toán nó là cái ngày trùng với cái ngày của chứng từ. Chúng ta chọn lưu chứng từ. Như vậy là chúng ta đã lập xong một cái hóa đơn giảm giá hàng bán.